Hello anh em, mình là Sỏi. Chào mừng anh em quay trở lại với series Assassin's Creed của Maximon Gaming. Trong những tập trước, chúng ta đã khám phá câu chuyện về các phần Odyssey, Origin và Valhalla. Nhưng trong nội dung video ngày hôm nay, Maximon sẽ không nói về các sát thủ của quá khứ nữa. Chúng ta sẽ hoàn thành nốt chuyến hành trình ngắn này với câu chuyện về một nhân vật thời hiện đại có tên là Layla Hassan. Cô nàng này có mối liên hệ gì với ba phần game trên? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Ngoài ra, Sói có một câu đố vui nhỏ như sau. Layla Hassan đã góp mặt trong 3 phần game Odyssey, Origin và Valhalla. Vậy cô nàng đã sở hữu những món thần khí địa đàng nào? Anh em nào biết thì mạnh tay comment bên dưới để lên top nhé. Ai yêu thích dòng game Assassin's Creed thì nhớ subscribe cho Maximon ngay. Cũng như đừng quên bật phụ đề và sẵn sàng cùng Maximon bắt đầu nào. Trước khi nói về câu chuyện của Layla Hassan, Maximon sẽ kể sơ lược qua về sự hình thành của một tập đoàn đóng vai trò quan trọng, mang tên Abstergo. Như anh em dễ dàng nhận thấy, xuyên suốt một khoảng thời gian dài kể từ thời kỳ cổ đại, hội Templar luôn khoác lên mình lớp áo của những con chiên đạo công giáo. Cho đến khi nắm được khả năng điều khiển tâm trí và điều tiết thần kinh trong nửa sau của thế kỷ 20, chúng mới bắt đầu hoạt động dưới cái tên Tập đoàn Abstergo Industry. Với mong muốn thiết lập ra một trật tự thế giới mới, dự án Animus được triển khai nhằm truy tìm những thần khí địa đàng bị thất lạc xuyên suốt dòng thời gian, đồng thời khám phá những thông tin bí mật về kẻ thù không đội trời chung của bọn chúng, hội sát thủ. Từ đó, cỗ máy Animus được tạo ra, một thiết bị cho phép người dùng xem lại ký ức của tổ tiên, thứ vốn được mã hóa trong DNA mọi người kể từ khi ra đời. Thế nhưng, hội Templar chỉ có thể truy cập và thu thập được những thông tin thuộc về riêng bọn chúng. Để tránh bỏ sót các thông tin quý giá, chúng cần phải lấy được những ký ức từ phe hội sát thủ. Vì thế, chúng bắt đầu tuyển mộ những người vốn không hề biết gì đến mối liên kết giữa họ và các tổ tiên của hội sát thủ. Và Layla Hassan chính là một trong số đó. Được sinh ra tại Cairo, Ai Cập vào năm 1984. Trong suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, cô luôn tỏ ra chán ngấy giáo trình học chính quy do sự ép buộc và kìm hãm bởi những quy định. Thậm chí, sau khi tốt nghiệp trung học, cô còn dự tính sẽ không tham gia vào đại học. Nhưng khi nhận thấy tiềm năng của Layla trong lĩnh vực kỹ thuật, cha cô quyết định đăng ký cho cô vào đại học lĩnh vực kỹ thuật điện. Trong lúc này, một trong các nhà khoa học của Abstergo là Sophia Rikin đã chú ý đến tài năng về công nghệ của Layla. Cô ta liền đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn để mời gọi Layla gia nhập phòng thí nghiệm Animus của Abstergo, một nơi cô có thể tự do làm mọi việc theo phong cách của mình. Thế là vào năm 2006, Layla bỏ học để gia nhập Abstergo, cống hiến nhiều ý tưởng quan trọng để phát triển thiết bị Animus. Mặc dù làm việc cho Abstergo đến tận 11 năm, Layla vẫn chỉ thuộc bộ phận nghiên cứu và phát triển, chứ không hề được chính thức gia nhập đội dự án Animus. Đồng thời, cô vẫn không nhận thức được sự tồn tại của cái thế lực được gọi là Hội Dòng Đền trong công ty này. Việc liên lạc với Sophia cũng dần đi vào ngõ cụt, bởi vì cô ta nói rằng tuy Layla rất thông minh, nhưng kết quả làm việc tại Abstergo cho thấy Layla quá khó đoán. Bọn chúng không nghĩ rằng Layla có thể tuân thủ theo những quy tắc khi tham gia vào dự án Animus. Tuy nhiên, Layla không hề bỏ cuộc. Cô nàng vẫn tiếp tục công việc tại Abstergo, đồng thời bí mật sửa đổi thiết bị Animus của riêng cô. Cỗ máy này được cải tiến để có thể xử lý DNA của những người không liên quan đến Layla hay những DNA bị hư hỏng quá mức. Vào năm 2017, Layla cùng cô bạn thân, đồng thời là đồng nghiệp Diana Riri, được trưởng đội nghiên cứu lịch sử Simon Hathaway giao cho một nhiệm vụ quan trọng. Cả hai cần đi tìm một hiện vật lịch sử trong một vùng trũng nằm tại phía tây bắc Ai Cập. Trong chuyến thám hiểm này, Layla sử dụng phiên bản Animus HR8, một phiên bản di động của Animus được đội ngũ Abstergo phát triển trước đó dưới sự chỉ đạo của Sophia. Thông qua nó, Layla tìm ra xác ướp của một sát thủ thời cổ đại, đó chính là anh Bảy Bayek. Lúc này, cô bắt đầu chịu ảnh hưởng của hiệu ứng chảy máu. Maximon sẽ tạm dịch là xuất huyết, bleeding effect. Xuất huyết là một triệu chứng rối loạn khiến cho ký ức di truyền của tổ tiên hòa trộn với ký ức của người đó trong thực tại. Nói một cách dễ hiểu hơn, người sử dụng máy Animus quá mức sẽ gặp tình trạng tương tự như rối loạn đa nhân cách và hoang tưởng. Mặc dù Diana ra sức khuyên can, Layla vẫn không dừng lại. Cô cố chấp tiếp tục sử dụng Animus. Sau đó, cô được trải nghiệm ký ức của một sát thủ khác tên là Aya hay Amunet. Nhờ vậy, Layla nhanh chóng xác định ra vị trí xác ướp của Aya. Đến đây,
nhiệm vụ của Layla gần như đã hoàn thành. Nhưng cô e ngại rằng nếu giao lại cho Abstergo tiếp quản, cô sẽ lại bị cho ra rìa. Vậy nên, để chứng minh giá trị của mình đối với dự án Animus, Layla quyết định không báo cáo lại cho cấp trên. Thay vào đó, cô tự ý tiếp tục sử dụng Animus để hồi tưởng lại ký ức của hai sát thủ từ khoảng năm 48 trước công nguyên. Kết quả là, cô phát hiện ra mình thuộc thế hệ con cháu của hội sát thủ, cũng như biết được nguồn gốc sự ra đời của hội và sự tồn tại của những kẻ địch ngoài kia. Dĩ nhiên, việc Layla từ chối báo cáo khiến tập đoàn Abstergo phải huy động đội Sigma truy tìm cô và Diana. Trong khi còn đang ở khách sạn, Diana bị bọn chúng tập kích và giết chết. Còn Layla sử dụng những kỹ năng cô học được từ ảnh hưởng của xuất huyết để tiêu diệt những kẻ tấn công cô trong khu vực hầm mộ. Tuy nhiên, cô không thể thoát khỏi khu mộ Ai Cập này, lại càng không thể khinh suất, bởi vì có thể Abstergo đã giăng bẫy chờ cô ngoài kia. Trong cơn tuyệt vọng, cô được tìm thấy bởi William Miles. Ông ta vốn là một thành viên của hội sát thủ, đồng thời đóng vai trò liên lạc viên cho các nhóm sát thủ rải rác khắp thế giới. William đã biết đến tài năng của Layla từ trước, kể cả việc cô phát triển Animus như thế nào. Ông nhanh chóng mời gọi cô tham gia hội sát thủ để cô tự do phát huy khả năng của mình. Không còn lựa chọn nào khác, Layla đã không còn đường lui. Cô miễn cưỡng đồng ý làm việc với ông ta, nhưng cô vẫn từ chối không muốn trở thành một thành viên của hội. Thời gian trôi qua, vào cuối năm 2017, Layla không chỉ trở thành một thành viên chính thức của hội sát thủ, cô còn kết giao với nhiều thành viên, đồng thời nắm giữ vị trí thủ lĩnh của một nhóm sát thủ. Vào tháng 10 năm 2018, trong quá trình tìm kiếm các bảo vật liên quan đến Isil, Layla tìm thấy tàn tích lịch sử The Lost Histories, một trong những tập sách bị thất lạc của nhà sử học lừng danh thời Hy Lạp cổ đại Herodotus. Qua đó, Layla khám phá ra câu chuyện về nữ chiến binh Sparta Cassandra dũng mãnh. Ngoài ra, cô còn tìm ra mũi giáo Leonidas. Trong dự án lần này, cộng sự chính của cô là Victoria Bibio, một cựu nhân viên khác của Abstergo được William Miles mời gia nhập hội sát thủ. Nhìn thấy mũi giáo, Layla nôn nóng sử dụng DNA phân tích được trên mũi giáo để trải qua một chuyến phiêu lưu xuyên thời gian khác bên trong cỗ máy Animus. Riêng Victoria, cô ta cảm thấy mọi chuyện trước mắt quá hoang đường. Thần thoại về Isil, những bảo vật có phép thuật, kể cả mũi giáo Leonidas. Dù sao, cô vẫn hỗ trợ Layla hết mình, bởi vì cả hai đều hy vọng sẽ tìm ra cơ hội lật đổ tập đoàn Abstergo. Lần này, thiết bị Animus được nâng cấp lên phiên bản Animus HR 8.5 và có chút điều chỉnh nhỏ dưới sự hỗ trợ của Victoria. Cụ thể, nó có thể thêm các tùy chọn thân thiện với người sử dụng hơn, chẳng hạn như khả năng tích hợp thêm dữ liệu cảm quan của người dùng và gia tăng khả năng tính toán. Cộng thêm việc tích hợp với tai nghe Brahman VR giúp thiết bị Animus trở nên tiện lợi hơn, dễ truy cập hơn mọi lúc mọi nơi. Có điều, từ mũi giáo, Victoria phân tích ra được hai nguồn DNA khác nhau, thuộc về hai chị em Cassandra và Alexius. Sau khi du hành về quá khứ, Layla biết đến một món bảo vật quyền năng khác, được gọi là quyền trượng Hermes. Nếu như nói quyền trượng Hermes có thể kiểm soát thể chất, giúp người sở hữu kéo dài tuổi thọ, thì cả Layla và Victoria đều đề cập đến một cây trượng khác từng xuất hiện tại Nga, có công dụng điều khiển tâm trí người khác. Chi tiết cụ thể về cây trượng đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong một video khác của series Assassin's Creed. Sau khi hồi tưởng lại sự kiện chi đại Cassandra khám phá Atlantis lần đầu tiên, Layla cùng thủy thủ đoàn vượt biển từ London đến bờ biển Santorini. Nhanh chóng, Layla lặn xuống đáy đại dương và khám phá ra thành phố cổ đại Atlantis. Tuy nhiên, cô chỉ có thể đứng trước cổng chứ không thể mở được lối vào bên trong. Do đó, Layla quay lại cỗ máy Animus để tiếp tục dòng ký ức của Cassandra nhằm tìm ra giải pháp. Kế đến, Layla với kỹ năng parkour điêu luyện của một sát thủ chân chính liền điều chỉnh lại vị trí các tấm gương cơ quan tại thành phố cổ. Tưởng chừng như cô đã thành công, nhưng cánh cổng vẫn im lìm, không chút động tĩnh. Một lúc sau, có một bóng người xuất hiện. Cuối cùng, Layla cũng gặp được Cassandra hàng hiệu bằng xương bằng thịt. Chị đại có thể sống đến thời điểm này đều nhờ vào sức mạnh của quyền trượng Hermes. Cassandra cảnh báo rằng hai dòng chảy của thế giới này bao gồm trật tự và hỗn loạn đều đóng vai trò quan trọng như nhau. Chỉ cần một trong hai biến mất, thế giới sẽ trở nên mất cân bằng và bị diệt vong. Như đã được tiên đoán từ trước, Cassandra nhận thấy Layla chính là người sẽ mang lại sự cân bằng này. Cô trao lại quyền trưởng Hermes cho Layla và không quên dặn dò cô nàng. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, hãy phá hủy tất cả những thứ liên quan đến những bí ẩn này.
Hành trình ngàn năm của Cassandra đã thật sự kết thúc. Ngay khi mất đi cây trượng, chị Đại liền trở nên già cỗi và ra đi trong vòng tay của Layla. Nhưng các ký ức của Cassandra có thể vẫn còn chứa đựng nhiều thông tin hữu ích. Điều này thôi thúc Layla quay trở lại Hy Lạp cổ đại bằng Animus. Đột nhiên, Layla nghe thấy một giọng nói kỳ lạ phát ra từ quyền trường Amis. Nhờ các ký ức của Cassandra, cô biết rằng đây chính là giọng nói của Isil Alithia. Cô ta hướng dẫn Layla từng bước một mở khóa đại phòng ứng, dẫn lối đến Atlantis. Trong chuyến hành trình dài, Layla định vị được ba biểu tượng kỳ lạ trong lăng mộ của Agamemnon, Orion và Actic Alec. Bên cạnh đó, Alithia cảnh báo rằng có người đang nghe lén những cuộc hội thoại giữa cô và Layla. Mặc dù vậy, nhóm của Layla vẫn đang đi trước đối phương một bước, miễn là không ai phát hiện ra trong khi cô đang chuẩn bị mở lối vào Atlantis. Để mở được cánh cổng, Layla cần phải biết được ý nghĩa và thứ tự của ba biểu tượng kia. Do đó, bất chấp sự can ngăn của Victoria, Layla tiếp tục đào sâu vào ký ức của Cassandra, dẫn đến việc Victoria buộc phải can thiệp vào hệ thống Animus để kéo Layla trở về thực tại. Nhưng rồi, nhóm Victoria bị đội Sigma tấn công, khiến Layla hoàn toàn bị mất liên lạc với họ. Do không thể biết được tình hình đội của mình, cô buộc phải tập trung vào việc mở khóa đại phòng ứng. Sau đó, liên lạc bỗng nhiên được kết nối trở lại. Layla vô cùng mừng rỡ và nhẹ nhõm khi các thành viên đội mình vẫn sống sót sau cuộc tập kích của Sigma. Và cô đã sẵn sàng bước sâu hơn vào bên trong cánh cổng. Layla đặt chân vào giữa một căn phòng rộng lớn, nơi cô được chào đón bởi Alithia. Nhưng bất ngờ hơn, Victoria đã lặn xuống từ trước và xuất hiện để theo dõi tình trạng thể chất của cô. Theo như lời Alithia, cô đã từng giao nhiệm vụ cho Cassandra tiến vào một thế giới mô phỏng do cô tạo ra để giúp Cassandra làm chủ cái quyền trượng. Giờ đến lượt Layla phải hoàn thành những thử thách đó. Sau những gì đã trải qua, đã chứng kiến tận mắt thông qua Animus, Layla hoàn toàn tin tưởng vào Alithia và chìm sâu vào hồi ức. Nhưng rồi, hành vi của Layla dần xuất hiện dấu hiệu trở nên hung hăng do chịu ảnh hưởng nặng từ hiện tượng xuất huyết. Do quân Abstergo đã phát hiện ra bọn họ, Victoria buộc phải ngắt kết nối hệ thống và đưa cô quay trở về thực tại. Tuy nhiên, dù kẻ địch có là ai đi chăng nữa, bọn chúng đều trở thành nạn nhân xấu số gánh chịu sự thảm sát của Layla. Chỉ duy nhất một tên lính còn sống do được Victoria can thiệp vào mới có thể quay trở về báo tin cho đội trưởng của chúng. Sự việc lúc này đã tiến quá xa. Victoria vô cùng lo lắng, dẫn đến việc Victoria đoạt lấy cây trượng và buộc Layla phải lựa chọn. Nghe lời Victoria ngưng việc sử dụng Animus hoặc là chọn quyền trượng Amis. Dĩ nhiên, Layla cứng đầu liền chọn cây trượng. Việc này khiến cho cả hai xảy ra xung đột. Layla với sức mạnh của quyền trượng liền đánh Victoria bay xa một đoạn. Để rồi, cô mới bàng hoàng nhận ra mình đã sai lầm. Một nước đi không thể cứu vãn được nữa, bởi vì Victoria đã chết. Alithia cũng kinh hoàng trước hành động vừa rồi của Layla. Cô ta tuyên bố rằng người thừa kế ký ức thực sự sẽ không bao giờ làm những điều này. Do đó, cô cần thời gian để suy nghĩ lại. Thế nhưng, Layla phản đối và đổ lỗi cho cây trượng. Phản ứng của cô hoàn toàn là do con người tạo ra và mang tính vô nhân đạo. Chỉ một câu nói tuy ngắn gọn nhưng vô cùng sắc bén của Alithia đã phản ánh rõ bản chất của Layla. Sau đó, Layla xin Alithia cho mình một chút thời gian để suy ngẫm lại những hành động vừa rồi. Đến khi quay lại, cô vẫn cố chấp muốn được tiếp tục sử dụng tâm nhìn của Cassandra để hoàn thành phần còn lại của thử thách. Và sau một hồi lâu xin xỏ năn nỉ, Alithia cũng chấp nhận. Kết thúc thử thách, Alithia nhanh chóng đánh thức cô dậy, bởi vì Osso Bird, đội trưởng đội Sigma đã xuất hiện. Layla biết Osso có một đứa con gái đang mắc bệnh sơ nang khó chữa, cho nên cô cố gắng thương lượng rằng sẽ dùng quyền trưởng chữa trị cho cô bé. Nhưng Osso lập tức nổi điên, cấm Layla nhắc đến con bé và yêu cầu cô giao nộp cây trượng. Cả hai bắt đầu giao tranh với nhau và phần thắng thuộc về Layla. Suy cho cùng, chiến thắng này là điều hiển nhiên, bởi vì cô đang nắm giữ một thần khí địa đàng cộng thêm những kỹ năng chiến đấu của sát thủ từ hiệu ứng xuất huyết. Trong khi Osso bất tỉnh do vết thương, Layla tiến đến lấy tai nghe từ thi thể của Victoria. Cô liên lạc với các thành viên khác, tường thuật lại sự việc và yêu cầu họ đưa cô thoát khỏi Atlantis. Sau cái chết của Victoria tại Atlantis, các thành viên còn lại trong đội cũng rời bỏ Layla. Cho đến tháng 5 năm 2020, Sean Hastings và Rebecca Crane, hai thành viên kỳ cựu của hội sát thủ hiện đại,
mới gia nhập với Layla để bổ sung nhân lực cho các nhiệm vụ kế tiếp. Nói sơ qua một chút về sự kiện Bão Mặt Trời năm 2012. Đơn giản thì, Bão Mặt Trời được hình thành từ một vụ nổ trên bề mặt của mặt trời, nên còn được gọi là lửa mặt trời. Vụ nổ sẽ phóng ra các tia X và tia UV về phía trái đất với tốc độ ánh sáng. Tiếp đó, các đám mây plasma sẽ được hình thành và thường sẽ mất hơn một ngày để chạm đến trái đất. Bão mặt trời có thể gây mất điện trên diện rộng, làm hỏng các vệ tinh, hệ thống thông tin liên lạc, các thiết bị kỹ thuật số như điện thoại thông minh, TV, radio. Hậu quả kinh tế của một cơn bão như vậy ước tính lên tới hơn 2.000 tỷ đô và phải mất rất nhiều năm mới có thể phục hồi, chưa kể những ảnh hưởng không thể đo đếm được. Điển hình là việc từ trường trái đất sẽ không ngừng gia tăng, dẫn đến nhiễu loạn điện từ trên toàn thế giới và xuất hiện hiện tượng cực quang khắp nơi. Nhiều tháng sau khi Sean và Rebecca gia nhập đội Layla, một thông điệp kỳ lạ đầy hứa hẹn về giải pháp ngăn chặn ảnh hưởng của bão mặt trời được gửi đến. Đi theo chỉ dẫn, họ tìm được nơi chôn cất của người Viking cổ đại tại New England, Bắc Mỹ, có niên đại từ thế kỷ thứ 9. Theo nguồn tin của Sean và Rebecca, trái đất may mắn được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của thảm họa bão mặt trời năm 2012 nhờ vào một chàng trai có tên Desmond Miles. Anh ta đã kích hoạt một công tắc bảo vệ bí ẩn, nhưng đồng thời hy sinh chính bản thân mình trong sự kiện đó. Trở chiều thay, khoảng thời gian Layla còn làm việc cho Abstergo giúp cô biết được rằng Abstergo đã mặt dày đứng ra tuyên bố chính bọn chúng ngăn chặn bão mặt trời nhờ cái mạng lưới vệ tinh nào đó, thẳng tay cướp tất cả công lao của Desmond. Sean cho biết thêm, tuy Desmond đã kéo công tắc ấy, nhưng kể từ đó, công tắc vẫn đang mở khiến cho tự trường không ngừng gia tăng. Sử dụng máy Animus của mình, Layla hồi tưởng lại ký ức của người chiến binh Bắc Âu Eivor. Thông qua đó, cô biết được vị trí một căn hầm tối tân của Isil, nơi có thể giúp cô tiếp cận công tắc đó. Nhờ đã quan sát từ trước, Layla biết được mật mã để mở cánh cổng và bước tiếp vào bên trong. Căn hầm này chính là nơi kết thúc mọi sự hiểu lầm giữa Eivor và anh trai Sigurd trong quá khứ. Ở bên trong, Layla được kết nối với một cỗ máy kỳ lạ, đưa cô chìm vào giấc mơ và tiếp cận công tắc. Nhưng cô chỉ có thể làm chậm tốc độ gia tăng từ trường, chứ không thể tắt được công tắc đó, bởi vì chức năng của nó dù sao cũng là bảo vệ trái đất khỏi thảm họa. Như anh em đã biết trong video về Valhalla của Maximon, một sát thủ thời Viking có tên Vasim, hay nên gọi là Loki, đã bị mắc kẹt vĩnh viễn trong giấc mơ này sau cuộc ẩu đả với Eivor. Và giờ đây, Layla đã gặp được hắn. Ngay lúc này, cô nhận ra thông điệp kỳ lạ dẫn dắt cô tìm đến thi hài của Eivor chính là của hắn. Vasim uống 7 tấc lưỡi thuyết phục cô đặt tay lên công tắc trên bệ đỡ nhằm ngăn chặn thảm họa xảy ra. Bản thân Layla cũng biết trước rằng cô không nên tin tưởng Vasim sau tất cả những gì cô đã chứng kiến trong ký ức của Eivor. Nhưng cô vẫn quyết định làm theo lời hắn để tránh sự diệt vong cho nhân loại. Ngay sau đó, tất cả mọi thứ, kể cả Vasim bỗng biến mất. Từ đằng xa, Layla nhìn thấy một cái cây phát sáng. Đó chính là Yggdrasil, cây thế giới, có mối liên hệ mật thiết với các giai đoạn sáng thế, thành trụ và hoại diệt của nhân loại. Ở gần đó, một bóng người mơ hồ đón tiếp cô, tự xưng là The Reader. Từ cây Yggdrasil, anh đã xem trước các khả năng có thể xảy ra. Anh bày tỏ rằng mình vẫn đang cố gắng tìm ra hướng đi tốt nhất để ngăn chặn tận thế. Nghe thấy vậy, Layla ngỏ ý muốn giúp anh. Tuy nhiên, thời gian của cô không còn nhiều, bởi vì thể xác của cô bên ngoài kia vẫn đang ở gần nguồn bức xạ đang gia tăng không ngừng. Hơn nữa, khi bị cỗ máy nhấc lên, cô đã buông cây trượng Ermi xuống. Cho nên, cơ thể cô lúc này hoàn toàn không được bảo vệ. Trong khi đó, ở ngoài kia, Vasim đã thoát ra khỏi giấc mơ. Hắn nhanh chóng cầm lấy quyền trượng Ermi trên mặt đất và trở nên trẻ trung trở lại, hồi phục toàn bộ sức mạnh trước đây. Ngạc nhiên hơn, bằng cách nào đó, hắn biết được sự tồn tại của Alithia bên trong cây trượng. Hắn gọi cô là tình yêu của hắn. Hắn nói với cô rằng mọi chuyện đang diễn ra một cách hoàn hảo, cũng như Layla đã hoàn thành được vai trò của cô ta. Dường như cả hai đã quen biết với nhau từ rất lâu về trước, và họ đang tiến hành một kế hoạch bí ẩn nào đó. Và Sim quay trở về căn cứ của Layla, chém gió với Sean và Rebecca về việc Layla khuyên họ đừng tìm cô, đừng cố gắng cứu cô nữa, bởi vì cô sẽ ở lại, vì cô còn nhiệm vụ khác phải làm. Cả hai dĩ nhiên không hề có chút thiện cảm nào với gã Basim này khi hắn ta bỏ rơi Layla và quay về đây một mình. Sau đó, Basim yêu cầu họ cho hắn gặp William Miles để bàn kế sách đối phó với hội dòng đền. Tuy nhiên, hắn muốn gặp trực tiếp chứ không chỉ nói chuyện qua điện thoại.
Trong khi cả hai tìm cách liên lạc cho William, bà Sim tận dụng thời cơ sử dụng cô máy Animus để xem ký ức của Aver, cũng như sở hữu những kỹ năng và thông tin của anh ta nhờ vào hiệu ứng xuất huyết. Nếu anh em vẫn còn nhớ thì trong đoạn kết của Valhalla, bà Sim vốn đã có được ký ức từ thời hắn ta còn là Loki. Có thể việc hắn ta biết đến Alethea đã xảy ra từ thời đại Isil. Còn mục đích của hắn ta lúc này là gì? Ngay bên cạnh hài cốt của Aver, hắn độc thoại rằng hắn sẽ tìm lại những đứa con của mình và mang gia đình của hắn đoàn tụ với nhau. Dựa trên sự thân thiết giữa Loki và Alethea, có phỏng đoán rằng Alethea chính là hóa thân của một người phụ nữ tộc khổng lồ Jotna có tên Angboda. Và theo thần thoại Bắc Âu, Angboda cũng chính là người phụ nữ có ba người con cùng với Loki, bao gồm giả lang hùng mạnh Fenrir, đại xà khổng lồ Jormungand và nữ thần của cái chết Hel. Đến đây, phần cốt truyện về Layla Hassan cũng đã kết thúc. Liệu sắp tới phe sát thủ có trỗi dậy và trở thành kẻ ác hay không? Anh em hãy bày tỏ suy nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé. Đừng quên subscribe cho Maximon và tham gia vào động ngáo để cùng nhau bàn luận. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.